Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2021. Đến với đồ gỗ Đô Mạnh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ nghê đỉnh gỗ hương đá và chiếc kệ tivi mó lồi dứa cột nho. Hàng chuẩn bị trả cho anh Bộ ở Mê Linh, Hà Nội. Đấy. Bây giờ bên cơ sở chúng tôi sẽ quay qua vài chi tiết cũng như là cho anh Bộ tham khảo và cũng như là khách hàng mới và muốn đặt bộ bàn ghế như thế này như của anh Bộ thì hãy liên hệ với chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ quay qua vài phút cũng như là để cho quý khách hàng tham khảo thêm về mẫu mã cũng như là sản phẩm về cơ sở của chúng tôi. Đây, bộ này là chất liệu là gỗ hương đá này, bộ nghê đỉnh tay 12 nha quý khách hàng nha, tay 12, nhưng mà chỗ để tay của chúng tôi là cái chỗ để tay này sẽ là tay 14 này. Đấy, khác biệt của bộ ghế này là con nghê đục tay 100% và là 10 giày 14 nhá. Đấy, giày 14, mã của nó phình ra 14 phân này. Đấy, rất chi là chất và đẳng cấp luôn. Riêng con nghê này là mẫu mã của chúng tôi là độc quyền. Đấy, khẳng định với quý khách hàng là như thế, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, bộ này có giá công khai ở trên mạng là 43 triệu, nhưng mà đây là hàng đặt của anh Bộ, anh ấy đã đặt ván là giày 2 phân, còn đâu tất cả là khung tranh là cũng giày bình thường thôi. Đấy, khung tranh giày 3 phân rưỡi. Đó, thì là hàng của anh Bộ này thì sẽ giá là 46 triệu 500. Đấy, bàn là bàn đục tứ linh nha quý hàng nha. Đây, quý hàng có thể thấy là bàn chúng tôi điêu khắc cực kỳ là sắc nét. Đấy, bàn đục long lân quy phượng. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ nói về thông số và kích thước của chiếc ghế dài này. Chiếc ghế dài này trong lòng của nó sẽ là, rộng của nó sẽ là 60 nhá quý hàng nhá. Đấy, rộng 60. Đây là trong lòng, còn chiều dài của nó sẽ là được 2 mét, rộng sẽ là 60. Đấy, dài 2 mét, còn phù bì của nó sẽ rơi vào khoảng 2m1, 2m2 gì đấy. Đấy, phù bì là tính từ chiếc cột này sang chiếc cột bên kia. Đấy, hàng là hàng cực kỳ là dày nhá. Yếm của chúng tôi là dày 4 phân. Đấy, 4 phân. Yếm này 4 phân và yếm xung quanh cũng dày 4 phân đấy. Còn mặt tiền khuôn tranh liền này sẽ là dày 7 phân nhá quý khách hàng nhá. Dày 7 phân. Đấy, khuôn tranh tiền liền của chiếc ghế dài và hai chiếc ghế đơn. Đấy, hàng là cực kỳ là VIP luôn. Ván 2 phân nhá. Ván cực kỳ là dày. Đấy, ván ghế, ván mặt tất tần tật là dày 2 phân. Còn các cái kích thước khuôn tranh thì anh ấy làm phổ thông, chỉ dày 3 phân rưỡi thôi. Đấy, hàng đục cực kỳ là đẹp. Đây, cái ván này cũng dày là 2 phân nhá quý khách hàng nhá. Đấy, con lân cực kỳ là đẹp. Bộ ghế này rất chi là phong thủy và nhán nhặn nhá quý khách hàng nhá. Phong thủy là cái con nghê này sẽ bảo vệ cho gia chủ và hút tài hút lộc, ở hai bên là con rồng. Đấy, sẽ hút tài hút lộc cho gia chủ. Đấy, nghê này có rất nhiều. Đấy, hàng cực kỳ là luột luôn. Bộ này giả anh Bộ là 46 triệu 500 nhá quý hàng nhá. Nếu mà quý khách hàng có nhu cầu đặt bộ ghế như anh Bộ này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đây là 0944 22 22 66 hoặc là 0386 6789 nhá. Đấy, bộ này rất chi là chất luôn. Hàng là hàng gỗ chọn vân và cũng như là chọn gỗ không rác, không giặt và cũng như là không tâm luôn. Đó, cột xỉ đét này, cột xỉ đét mà vân cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bạn có thể thấy rất chi là luôn. Đó, bộ này hàng cực kỳ đỉnh và cực kỳ VIP. Đấy, còn chiếc ghế đơn này, chiếc ghế đơn này có kích thước chiều rộng này sẽ là 90 nhá quý khách nhá, 90, còn chiều trong lòng này sẽ là 60. Đấy, còn độ khuôn tranh dày thì cũng là dày 3 phân rưỡi này, tiền liền cũng là dày 7 phân, yếm xung quanh dày là 4 phân. Đấy, hàng đục rất chi là đẹp luôn. Đây, hàng cực kỳ là VIP. Đấy, bộ này có giá trị là 46 triệu 500 nha. Đây, bây giờ tôi sẽ quay được so chiếc ghế đơn cho quý khách xem. Đấy, chúng tôi chọn từ mặt trước đến mặt sau nhé, cực kỳ là gỗ gọi là chọn lựa, hàng tuyển chọn đấy. Đây,
lại còn đến chiếc bàn này. Chiếc bàn này có kích thước là rộng là 75 phân, còn dài là 1m45 nhá quý hàng nhá. Rộng 75, còn dài 1m45. Còn bàn là bàn đục long lân quy phượng, đục cực kỳ là đẹp luôn. Rồi. Tôi sẽ quay gần lại cho quý hàng xem. Bàn là bàn đục mé nhưng mà rất chi là đẹp. Đấy, chúng tôi đã coi như là sửa qua để test. Đấy, để cho nó sắc nét cũng như là đẹp hơn. Đấy, nếu mà quý khách hàng thích bộ ghế như này thì hãy alo nghe cho chúng tôi nha. Đây là chiếc ghế thứ hai này. Đấy, rất chi là VIP luôn. Hàng này thì khỏi chê luôn. Đấy, cột xỉ đét lột tít luôn. Vân cực kỳ là chọn nhá. Đấy, có thể thấy hàng này chúng tôi chỉ sơn BU qua thôi, sơn màu qua thôi. Đấy, thường thường là lần trước anh bộ xem một bộ màu trần nhưng mà anh ấy không thích, anh ấy thích màu hương một chút cho nó đồng màu bộ bàn ghế cũng như là sản phẩm chúng tôi. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, tay là T14, chúng tôi làm mẫu tay này như là mẫu bảo đỉnh nhá, rồng bảo đỉnh ở bên cơ sở của chúng tôi. Đấy, đục rất chi là đẹp. Đục được một bộ tay của bộ ghế này rất chi là mất công. Thợ đục nó phải mất tầm tuần mới đục xong. Đấy, bộ tay này. Đấy, hàng rất chi là sắc nét luôn. Đấy, từ chân nhá, cửa hàng nhá. Đấy. Còn đến chiếc đôn này. Chiếc đôn này có kích thước là 40x40. Chiếc đôn ngọt. Đấy. Hàng cũng là ván 2 phân, cuốn tranh 3,5 phân, cực kỳ là dày luôn, có đo hết cả tay nhá. Còn chiếc bàn này, bàn này bên cơ sở của chúng tôi là rộng là 45, còn dài sẽ là 75 phân. Đấy, 45x75. Chiếc đôn kẹp này sẽ có một chiếc ngăn kéo này, rất chi là tiện, có thể để chiếc hay là để gì đó. Còn chiếc bàn này cũng là có hai ngăn kéo nhá, hai ngăn kéo hai bên phía kia đó, rất chi là tiện. Đấy, quý khách hàng có thích bộ như thế này thì điện nghe cho chúng tôi theo số điện thoại ở đây 0944222266 hoặc là 0386666789 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc là có thể đến cơ sở của chúng tôi là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Lộ. Đây, bây giờ tôi sẽ quay đến cái chiếc kệ này. Chiếc kệ này cũng là hàng siêu VIP của anh bộ đặt bên chúng tôi. Chiếc kệ này có giá là 16.500.000. Đấy. Đấy. Nói đến giá thôi thì là khách hàng đã biết hàng nó VIP như thế nào rồi. Đấy. Còn thường thường thì chiếc kệ nó chỉ rơi vào tầm 8.500.000-9.000.000 một cái, hàng bình thường. Đây, còn chiếc kệ này thì là có giá trị gấp đôi luôn, gấp đôi chiếc kệ bình thường luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ nói thông số để cho quý khách hàng xem để biết độ VIP của chiếc kệ này nó là như thế nào. Đấy. Chiếc kệ này có chiều dài là 2m4, cao của nó là 84 phân. Đấy. Kích thước là chiều cao cũng như chiều dài cũng như chiều rộng là anh bộ đặt, rộng của nó là 57. Đấy. Rộng 57 nhé. Thường thường chiếc kệ của chúng tôi chỉ rộng khoảng 47 thôi, nhưng mà kệ của anh bộ này anh ấy làm tận 57. Đấy. Hàng là hàng đục tứ quý nhá, đục tùng cúc trúc mai. Đấy. Đấy, cái đục cực kỳ là kinh bong cũng như là cực kỳ là VIP. Đấy. Chân là chân đục chân quỳ và đục hoa hồng, rất chi là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ là VIP này. Ngăn kéo của bên chúng tôi là đục quả chuối. Đấy, ngăn kéo. Đấy, rất chi là VIP luôn. Đấy, cứ hàng đấy, rất chi là bắt mắt. Đấy, và là đẹp. Chiếc kệ này có giá 17 triệu nhá, cái hàng nhá, 17 triệu đồng. Đây, bán của chiếc kệ này cũng là dày 2 phân, à quên, dày 1,5 phân nhá quý hàng nhá, dày 1,5 phân, nó không dày như được chiếc bộ bàn ghế kia. Đấy, dày 1,5 phân. Còn yếm này của chúng tôi sẽ là dày 2,5 phân. Đấy, yếm phía dưới là đục hoa hồng, dày 2,5 phân. Chân của chúng tôi là chân chín phân. Đấy. Chân 9 phân nha quý hàng nha. Đấy, nó vừa phun xong nên nó hơi dính sơn một chút nên nó hơi chắc. Đấy, tôi sẽ quay phía trong cho quý hàng xem. Trong rất là đẹp rồi. Đấy. Đây còn khung cảnh của chúng.
phân. Còn ván cánh là dày 2 phân nhá. Ván cánh này đục kinh bong là dày 2 phân. Đấy. Kinh bong cực kỳ là đẹp. Bên này là cột chưa cột nho, hay cột nho hai bên. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, còn phía giữa này là cánh là đục tung này. Rất chi là đẹp. Hai cánh phía giữa. Đây, vân cực kỳ là đẹp nhá. Hàng chọn vân ký cả, gố chọn lọc rất chi là luật. Đấy, luật từ A đến Z luôn. Đấy. Đấy. Nhìn phía trong thì nhìn thấy vân được. Đấy, còn phía ngoài thì nó đục cảnh thì không hiện rõ vân. Đấy. Đấy. Cái hàng có thể tôi quay gần. Đấy. Nó gần như là dày bằng móng tay của tôi. Đấy. Rất chi là dài. Còn chưa tính là cái ván này nữa nhá. Đấy nhá. Đấy. Còn phía dưới là có một cái ngăn ở phía dưới này. Ngăn kéo. Đấy. Ngăn kéo phía dưới. Rất chi là tiện. Các hàng có thể để các sản phẩm của chúng tôi. Đấy. Rất chi là đẹp. Giá 17 triệu nhá. Hàng này là không có sẵn, phải đặt trước đấy quý hàng. Phải đặt trước nhá. Chứ không có sẵn đâu. Hàng này làm cho anh bộ chiếc kệ này phải mất 1 tháng trời. Xong rồi. Đây là chiếc ngăn cuối cùng. Đấy, rất chi là đẹp, vân cực kỳ là luật nhá. Đấy. Đấy, hàng cực kỳ là VIP. Nếu mà khách hàng muốn sở hữu chiếc kệ như thế này thì hãy liên hệ nghe với chúng tôi. Đấy. Liên hệ theo số điện thoại trên màn hình đây. 0942222 hoặc là 0386667589 để được đặt hàng và tư vấn nhá. Đây, còn phía hậu hai bên này. Chỉ là luật luôn này. Đó, nếu mà quý khách hàng thích con cạy như này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đó. Chúng tôi quay video đến đây xin chào tất cả mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này đẹp ha, thì cho chúng tôi một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh ở phía bên tay phải. Đấy. Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người làm một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nha. Xin chào tất cả mọi người.